Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình vẫn tiếp tục với cái tựa game Pokemon 3D anh em nhé. Hôm nay là mùng 2 Tết rồi, đầu xuân năm mới. Chúc tất cả anh em, toàn thể anh em một năm mới cùng gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, sang năm mới gặt hái nhiều thành công. Hôm nay mấy hôm rồi mình Tết nhất rồi, cũng bận rộn để đi chơi các thứ nên là mình cũng không online được. Thế có anh em nào mà Tết nhất đi chơi hết được nội ngoại gì chưa? Bạn gái các thứ thì anh em nào đã đi hết chưa? Này rét quá, miền Bắc rất là rét anh em ạ. Thời tiết năm nay xấu thật, mình ốm tháng nay rồi không khỏi. Rất là sợ thời tiết này. Tình hình là hôm nay mình cái con game này của mình có là hai cái vấn đề, có một vấn đề thôi, một vấn đề rất là nghiêm trọng về cái con game này anh em ạ. Đây nhá, mình có cái nhiệm vụ này, anh em thấy không? Cái nhiệm vụ mà cái dòng chữ nó đang hiện ở giữa cái màn hình đấy anh em, không phải cái dòng chữ đang chạy chạy kia đâu nhá. Đây mình đi dịch ra đây cho anh em dễ nhìn thấy này. Đây, đấy cái chữ mà nó hiện ở giữa màn hình như này là cái nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên của mình bên tay phải đây anh em. Cái này là do mình không biết tiếng Trung Quốc nên là cái nhiệm vụ này không biết là nó yêu cầu mình làm cái gì để thay hoàn thành 0/6 này. Cái dòng nhiệm vụ bên tay phải đây anh em nhé, mình đóng rồi mình mở ra này. Đấy, cái đầu dòng đầu tiên này 0/6 đấy. Thì đầu số năm mới là nhờ anh em nào mà biết tiếng Trung ấy mà có xem được video này đấy, thì anh em cho mình xin lại một bình luận dưới này là hướng dẫn xem mình làm thế nào để hoàn thành cái nhiệm vụ này nhá. Tại vì hôm trước mình có vào cái dưới này này rất là nhiều mà mình không biết làm thế nào để đấy anh em ạ, để hoàn thành cái nhiệm vụ đấy. Mình mày mò cả đêm hôm trước mà không thể nào mà làm được, rất là khó chịu một kim tại vì mình không biết tiếng Trung mà. Đây có cái nhiệm vụ mình đang nhấp một cái dòng chữ đang hiện ở giữa màn hình nhá, thì anh em nào mà biết tiếng Trung Quốc ấy thì phiền anh em cho mình xin một bình luận bên dưới để hướng dẫn mình xem mình làm cái gì để cho nó hoàn thành cái nhiệm vụ này. Hiện tại là 0/6 mà mình làm hết tất cả rồi mà mình không biết là nó yêu cầu gì. Đây thì hôm nay mình cũng chỉ vào đây là nhờ anh em cái đấy là thứ nhất, thứ hai là mình chỉ chạy lòng vòng đi làm những nhiệm vụ loanh quanh này thôi. Đây những cái nhiệm vụ như thế này để cho nó lên level đấy anh em. Đấy. Buồn quá, mình cày cả đêm mình làm nhiệm vụ mà không thể nào mình mò ra được cái nhiệm vụ đấy, tại vì do mình không biết tiếng Trung Quốc mà. Anh em nào mà biết tiếng Trung Quốc thì anh em cho mình xin bình luận bên dưới và hướng dẫn mình làm cái nào nhá. Tết nhất là thời tiết không thay đổi, nó độc hại quá anh em ạ. Đi chơi động khó khăn, mưa gió suốt ngày. Mùng 2 Tết mà vẫn đang ngồi ở nhà để chơi game đây anh em. Đây anh em này. Đấy. Anh em, mình đi dịch ra đây cho anh em xem nhá. Cái nhiệm vụ, cái dòng chữ đang hiện ở giữa đây này. Đấy, mình để tất cả này này. Anh em nào mà biết tiếng Trung thì đọc chỉ cho mình với nhá. Cái nhiệm vụ này nó yêu cầu làm gì thì phiền anh em ạ. Phiền anh em là biết tiếng Trung. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, cái này đấy. Đấy, cái nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên. Những anh em làm xong cái nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên, nhiệm vụ chính tuyến này nhá, anh em phải làm hết những cái nhiệm vụ chính tuyến đấy thì anh em mới là mới mở map được. Mở map được thì anh em mới đi bắt được cái con Pokemon này nhá. Rất là nhiều Pokemon hay và đẹp. Từ chất cam, anh em bắt rồi anh em sẽ kiếm đá Mega để anh em tiến hóa nó thành Mega nhá, để thành từ chất đỏ nhá. Bây giờ mình chưa mới làm được đến bên map bên này nhưng mà nó đến cái nhiệm vụ đó nó bị tịt rồi, không làm được. Nên là mình sẽ phải đi mình không biết tiếng Trung mà nên là cái đoạn này là nó lằng nhằng quá. Mình không biết làm thế nào. Và bây giờ là mình sẽ đi bắt Pokemon anh em ạ. Mình sẽ đi xem có những con Pokemon nào có tư chất cam để bắt con này đi. Cho anh em xem. Đang ốm rất là khổ. Ốm khó chịu quá. Đây, con này hôm nay mình sẽ bắt thử một lần thế này xem nào. Mỗi con Pokemon này nhá, tư chất cam này mình sẽ bắt một lần thôi anh em ạ. Mình bắt một lần cho anh em xem thôi. Mình không bắt quay 10 lần kia. Để quay 10 lần kia thì nó tốn thẻ bài và kim cương. Thẻ bài thì mình còn mua một lần đó, vì cứ mỗi ngày đăng nhập là anh em sẽ mua được 9 lần. Level 40 hình như là mua được 9 lần, còn dưới level 40 ấy, thì anh em chỉ mua được 6 lần thôi. Mỗi lần không biết là được bao nhiêu nhỉ. Được hình như là mỗi lần, nếu như 9 lần của mình thì mình mua được tầm độ 400-500 hay sao ấy. Cũng không, mình không để ý lắm tại vì mình chỉ biết là mua được thôi.
thì anh em chỉ mua được 9 lần nếu mà level 40 trở lên. Còn dưới level 40 anh em chỉ mua được 6 lần thôi nhá. Đấy, con Pokemon này mình bắt đơn. Mà anh em bắt đơn thế này tỷ lệ bắt được nó rất là thấp anh em ạ. Tỷ lệ bắt được cái con bắt đơn đấy là tỷ lệ hên xui thôi. Còn như nếu anh em quay 10 lần ấy, thì là tỷ lệ quay nó cao hơn. Thấy cái con lúc nãy mình bắt đơn ấy, rất là không được, rất là khó. Đây nên cái con này nhá, mình cũng sẽ bắt đơn một lần. Nếu mà không được mình sẽ bắt 10 lần cho anh em xem thử nhá. Nó đang đánh nhau với con cụ khoai lang này anh em. Con này là cái con cụ khoai lang. Đấy, cục nước đá. Game này của Trung Quốc anh em thấy đẹp không? Rất là đẹp đúng không? Đồ họa đến kỹ năng là thứ rất là đẹp. Game Trung Quốc thì về đồ họa thì khỏi phải bàn rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Kể cả cái những cái mà nó cho game thủ ấy, rất cũng rất là nhiều. Quà tặng các thứ, đăng nhập rồi kim cương các thứ anh em. Từ hôm tới giờ nó cho mình phải đến hơn 1 triệu kim cương đấy anh em. Mình tiêu hết, mình cứ tiêu lung tung vậy. Mình quay rồi các thứ thì còn có mỗi còn hơn 30.000 đấy, 37.000 anh em đấy. Nó cho rất là nhiều đấy, nhưng mà mình cứ quay hết thôi. Còn này nó có con chó nó cười, hoặc con nó có con nhái này, mà nhiều con nhái này nó chưa tiến hóa mega đâu anh em ạ. Mình sẽ để dành kim cương để tiến hóa cái con thú cưỡi nhá. Mình chưa làm được đến nhiệm vụ thú cưỡi mà anh em. Đây bây giờ mình sẽ vào mình bắt thử 10 lần cho anh em xem này. Quay. À có 3 bóng này. Mình sẽ mở ra thử xem này. Ôi vẫn không được anh em ơi, được một con Poco này. Đấy, tỷ lệ cái này nó cao hơn. Mình làm lần nữa. Con tỷ lệ nó cao hơn nhưng mà nó anh em biết không? Nó có xác suất cũng cao hơn là bắt thường. Mình sẽ không bắt nữa. Mình sẽ đi bắt con khác. Đây. Mình sẽ đi bắt con chim lửa này nhá. Đấy con chim lửa này. Con này là bên hệ băng, hệ lửa và hệ bay. Nhưng mà nó lại ở bản đồ băng. Con Mewtwo này của mình, con Mewtwo này của mình rất là khỏe. Con Mewtwo này của mình là tất cả những cái gì mạnh nhất của mình có thể là mình dồn hết cho cái con này. Thì con này nó là Pokemon giờ thuộc dạng mạnh nhất trong tất cả các Pokemon mà anh em. Nhưng mà cái con này của mình ấy, mình không thích nó mỗi một cái là nó màu đen. Mình hay gọi nó là con Hắc Mewtwo. Có con màu hồng nam tính cơ. Con Mewtwo màu hồng nam tính ấy, cái con đấy cũng được. Kỹ năng, chỉ số, kỹ năng thượng giống con này thôi. Nhưng mà nhìn nó đẹp hơn. Con này nhìn nó đen xì, nhìn nó hình ảnh của nó không được đẹp lắm. Nhưng mà những cái con này nó tiến hóa mega, nhìn cái ảnh rất là đẹp anh ạ. Nó bốc cháy nhìn rất là đẹp. Con này nó chưa tiến hóa mega nhìn nó trơ trụi quá. Con chim lửa anh em thấy không? Kỹ năng rất là đẹp, lửa cháy bùng bùng. Ôi, bắt không được anh em ạ. Mình cũng sẽ bắt thử 10 lần cái con này nhá. Con này là củ tỏi xanh. Mình sẽ bắt bằng đá này thử 10 lần anh em nhá. Hên xui nào. Rồi một bóng cam thôi. Mình sẽ mở xem nào. Mất một cái vé đi để tự đổi. Ôi không được anh em ạ. Không được rồi. Không ra anh em nhá. Có thêm thử một lần nữa. Thôi mình đang nhiều kim cương mà. 250 kim cương mà thẻ bài mình còn rất nhiều. Không có anh em nhá. Thôi mình sẽ không bắt cái con đấy đâu. Đây mình sẽ mua thẻ bài này anh em. Ôi mình mua hết rồi. À 11 giờ đêm của mình nhá. Ở 11 giờ đêm giờ Việt Nam anh em nhá. Đấy. Là nó sẽ cho anh em nhận quà đăng nhập nhá. Thì anh em nào mà 11 giờ tối ấy, thì anh em nào chịu khó online đây là sẽ nhận được quà đăng nhập nhá. Còn hôm nay mình đi bắt, với lại mình chỉ nhờ anh em, tất cả anh em ấy, những anh em nào mà biết cái nhiệm vụ chính tuyến mà mình đang vừa nhắc ở đầu game ấy, thì anh em vui lòng cho mình xin một bình luận bên dưới video nhé, hướng dẫn mình xem cái này nó yêu cầu mình làm gì nhá. Đây anh em này, cái nhiệm vụ chính tuyến đây này, đấy mình mở tất cả những gì có ở đây, thì anh em nào mà nhìn thấy cái dòng chữ đó, anh em nào xem video mà thấy cái dòng chữ ở giữa màn hình nó đang hiện lên đấy, thì là nó yêu cầu làm như thế nào, thì một lần nữa là phiền anh em chỉ giúp mình là làm cái gì nhá, làm cái gì để cho hoàn thành được cái nhiệm vụ chính tuyến 0/6, cái nhiệm vụ đầu tiên là cái dòng chữ xanh lá cây anh em, bên khu nhiệm vụ bên dưới cái map ấy, thì anh em nào mà biết tiếng Trung ấy thì anh em cho mình xin một bình luận bên dưới nhá. Cảm ơn rất tất cả anh em, cảm ơn anh em nhá. Đấy cái nhiệm vụ này anh em phải hoàn thành nốt cái nhiệm vụ này mới làm được. Ok con gì này anh em, bắt luôn, chơi luôn. Con này tư chất nó trắng, chữ trắng này là nó cũng không đẹp lắm, nên mình thấy nó hay thì mình bắt thôi, chứ nó không đấy, không phải tư chất cam nên mình không muốn bắt. Với lại con này không biết có tiến hóa được mega không, nghĩ là nó có tiến hóa mega anh em ạ.
trong kia có tiến hóa mega, trong trong cái bạn kia có. Xong mình mở cho anh em xem nhé, cái con này, cái con một bên che một bên mắt này bằng cái tóc của nó ấy. Đây con này. Đây này. Đây anh em nhé, trong cái bảng tiến hóa mega này. Đây, cái con đấy có. Nó gần cuối đây anh em này. Đâu rồi? Vừa thấy đâu nhỉ? Phải không? Đây đây. Nó là con này đây anh em. Đây là tiến hóa mega của nó đây. Từ chất nó lên từ chất cam đấy anh em ạ. Tiến hóa của nó lên từ chất cam đấy. Chứ con này không có tiến hóa mega từ chất đỏ đâu anh em nhé. Hai con này từ chất đỏ, hai con này trong truyền thuyết này. Nó có thể biến hóa thành người này. Mình vẫn thích nhất cái con này anh em. Cái con đâu nhỉ? Con đâu nhỉ? Đây. Cái con sư tử này, con sư tử lửa này. Quá đẹp và quá tuyệt vời luôn. Mình rất thích cái con này luôn nhá. Còn anh em nào mà bắt được cái con này đánh rất đau này, như mình đã giới thiệu với anh em nhé. Cái con này chả biết là con rồng bay hay là con rồng lộn hay là con rồng đất hay là con rồng gió gì không biết, hay là con rắn hay là con gì ấy. Mình cứ gọi là nó là con gì nhỉ? Con rồng, con diều. con rắn diều. Nó giống cái diều ấy. Con này đánh rất là đau nhá. Con này là hệ điện và hệ bay anh em nhá. Hệ bay và hệ điện nhá. Con này này. Đánh đau lắm. Này nó tiến hóa mega lên đỏ này anh em. Con này đánh đau cực kỳ luôn, đàm rất là to. Mình cũng thích cái con này. Cái con này. Mình thích nhất là cái con này, nhìn nó đẹp. Nhìn từ chân nhìn nó ngầu, nó tiến hóa mega đỏ nhìn nó ngầu. Đây, tiến hóa mega 2 của nó đây anh em. Dạng tiến hóa mega 2 đây. Mình cứ gọi nó là con chó sét, đừng con chó lửa. Con chó điện. Là rất cảm ơn anh em nhá. Phiền anh em chỉ giúp mình cái nhiệm vụ của chính tuyến này. Cảm ơn anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới.